Con chào mẹ, con đi làm đây ạ. Hân. Dạ. Mẹ bảo này. Dạo này Đức Anh nó bận. Thuốc mẹ đã chia vào từng ô rồi. Nhưng 2 ngày nó không uống đấy. Thực phẩm chức năng thì Quyên uống 1-2 hôm không vấn đề đâu mẹ. Đấy là với người thường thôi. Chứ với cái đứa đã đẻ thiếu tháng lại yếu thì thiếu vitamin 1 ngày là không ổn. Sẽ ăn không ngon. Mẹ đã dặn như thế rồi mà cứ phải nhắc lại. Chán thật. Con nhớ mà. Nhưng mà đấy là ngày xưa thôi. Bây giờ anh ấy khỏe lắm. Mẹ cứ để anh ấy phát triển tự nhiên đi ạ. Không có mẹ chăm thuốc đều ấy thì mà được như bây giờ. Vâng. Con chịu khó buổi tối làm mấy cái món bổ bổ cho nó ăn. Đấy, như hôm qua mẹ làm gà tần ý, nó ăn ngon lành đấy. Ôi, nó không thở nổi luôn ấy. Mẹ tưởng chưa ăn gì mẹ lại chả ép ăn. Ai phải cố ăn cho mẹ vui. Vâng ạ, để con xem anh ấy thích ăn gì con làm. Con đi đã mẹ nhá. Đức Anh nó thích ăn mấy cái món tần thuốc bắc. Hay tối con mua trứng vịt lộn về tần ngải cứu nhá. Vâng ạ, để con bảo chị Thoa. Sắp ra ở riêng rồi thì phải làm để chăm sóc chồng chứ. Cái gì cũng chị Thoa. Ở luôn đây cho nó xong. Dạ, để tối về con làm ạ. Con chào mẹ con đi đây. Đấy, đấy, đấy. Mẹ nó hò cái kiểu gì thế hả con kia? Làm ăn như thế à? Im cái mồm đi. Đây này, vướng cái này này. Mẹ chồng à? Hôm nào ta phải sang thụ giá Bắc Giang xem thế nào mà khiến con dâu phải tay rau tay trứng như thế này. Ấy, bỏ giày ra mày ơi. Vâng, bà chủ. Lão lớn bằng từng đấy rồi mà lúc nào cũng phải về đợi ép ăn, bón cho ăn. Xong cái gì cũng mẹ. Mẹ xem thế chịu được không? Thì nó là con trai duy nhất trong nhà. Mẹ nó chiều nó như thế cũng phải mà. Thì mày cũng là con một. Mẹ mày có nựng mày thế không? Mày không thể so sánh như thế được. Tao nữa. Mẹ tao có mỗi mình tao cũng trải nỗi đấy. Bố mẹ mình khác. Bố mẹ nó khác. Nhà thằng Đức Anh điều kiện. Mà trước đây hồi nhỏ sức khỏe nó ốm yếu. Mẹ nó chăm như thế cũng phải mà. Thì chăm một vừa hai phải thôi. Con nhà người ta cũng là vàng là bạc là kim cương. Có phải mỗi mình con của mẹ đâu. Mày không biết đấy thôi. Trước đây ở với nó bên kia ấy, mẹ nó từng nhờ người quen sang nấu ăn 1 tuần 3 bữa đấy. Hồi đấy tao ở cùng nó cũng được thơm lây hưởng ké đấy. Hay hò lắm đấy mà kể. Hay mà. Không hay thì bạn mày chết đói lâu rồi. Thế sao hồi trước mày không kể ở tao luôn đi, tao biết đường tao còn tránh hả? Bây giờ mày thấy tao khổ này, mày phải thương xót tao một tí chứ. Con Hâm này. Thế trước đây hai đứa chúng mày lén nút yêu nhau sung sướng thì có kể tao biết không? Bây giờ khổ thì lại than vãn. Cầm về đi, biến. Đủ chưa? Đủ rồi. Mà mua cho em là mới à? Em họ. Em họ. Em họ là kiểu nương tựa đúng không? Kệ tao. Về chuyển khoản nhá. Này. Gì nữa? Mày có cần xả tiếp không? Buổi trưa tao tới tao đón đi ăn. Không cần đâu. Tao chịu được. Mày về đi. Thế được rồi. Lần sau mày vào mà không bỏ giày thì mày chết với tao nhá. Thôi thôi, nhớ rồi.